người ta nên đúng tâm ông bạn này. Thì ta vào environment set đúng không? Ta create simulation. Ta tạo một cái là nền đúng tâm. Ta cái nền đúng tâm này thì ở đáy của nó ta cũng gắn ngàm. Đúng không? Thì ta gắn ngàm cho chỗ này. Ta apply. Ở trên đỉnh ta đặt một cái lực vào, force vào. Thì các bạn lưu ý là khi mà ta đặt cái lực này, ta đặt vào cái mặt này á, thì nó sẽ dàn đều cả cái lực này vào cái mặt này nhá. Xem như đây vẫn là lực tập trung, tức là nó vẫn hơi khác cái lực tập trung trong sức bền vật liệu một chút. Tức là lực này là lực sẽ dàn, vẫn là cái lực như vậy nhưng mà nó dàn đều, đúng không? Trên suốt cái mặt này thì ta cho là cũng là 10.000, đúng không? 10.000. Ta apply. Đấy. Và bây giờ ta cho cái lưới mesh là nó nhỏ đi một tí, 0.2 này đi. Ok, ta mesh view. Ta xem cho nó nhỏ một tí nữa, kết quả nó dễ. Bây giờ theo môn sức bền vật liệu thì ta biết rằng là cái thanh chịu nén này nó sẽ chịu một cái lực ứng suất đều. Theo thuyết bền 3 thì ứng suất đều của nó sẽ là như nào? Sẽ bằng cái gì nhỉ? Ứng suất bằng cái gì? Không phải bằng phản lực F. Sigma sẽ bằng nội lực chia cho tiết diện, đúng không? Và nội lực thì bằng cái gì? Vì nếu như đây chỉ có một lực tác dụng thì nội lực sẽ bằng cái gì? Ngược của ngoại lực đấy, đúng không? Tức là chính là bằng cái ngoại lực đấy, đúng không? Thế thì nếu như ta tính thì ta sẽ biết là này, ta thử tính công suất nhé. Lực của ta là cái lực F bên ngoài sẽ bằng là 10.000, đúng không? Newton. Và cái nội lực của ta ấy cũng sẽ bằng 10.000, đúng không? Thì sigma của ta, sigma bằng cái gì? Bằng 10.000 chia cho tiết diện là 0.1 đi. Nhân 0.1 là mét mà, đúng không? Đúng chưa? Sẽ là bằng bao nhiêu? Thì tương tự là ta 0.1 là thành là 100, đúng không? Chính là bằng 10.000, đúng không? Nhân với 100 chia 1, đúng chưa? Newton trên mét vuông. Ứng suất nó sẽ là như này, đúng không? Và nó đều trên suốt, đúng không ạ? Có đúng là nó đều trên suốt cái thanh này không? Nhưng mà ta thử xem là liệu cái này có đúng như vậy hay không nhá. Ta chạy này. Simulate. Chưa chọn vật liệu. Ứng suất có liên quan đến vật liệu không? Không hề liên quan đến vật liệu. Ta kiểm tra still, nhưng mà nó vẫn tính bởi vì nó còn liên quan đến các số về biến dạng nữa. Thì nó buộc phải khi chạy nó phải tính như này. Ta đổi chạy nhé. Đấy, nó kiểm tra. Nó hoàn toàn không đúng. Đúng không? Nó hoàn toàn không đúng. Ta display. Xin lỗi. Chạy lại nhé, ta kiểm tra này. Trên toàn suốt toàn bộ cái thanh như này á. Đây ta thử dùng cái này nhé. Ta kiểm tra tại một cái điểm này. 1 megapascal. Đúng không? Thì đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao ở chỗ này nó lại như này, nó lại bị màu như này? Đúng không? Đây 1 megapascal này, cái chỗ mà trung bình của nó này, đúng không? Là nó bị nhiều hơn. Thế thì tại sao môn sức bền vật liệu lại không thể hiện cái này? Thực ra là như này, môn sức bền vật liệu khi ta nén á là ta đã cho rằng ông bạn này là nằm ở điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng khi nén là như nào nhỉ? Là mặt này này sẽ không có ma sát. Các bạn hình dung không? Và không được fix lại như này. Đúng không ạ? Mặt này không có ma sát thì nó mới toàn bộ thanh nó mới đều như vậy. Thế còn nếu mặt này mà có ma sát hoặc mặt này mà bị cố định ấy thì tại sao nó lại bị phát sinh ứng suất đây nhỉ? Không phải. Bởi vì khi mà vật bị nén theo chiều này nó sẽ nở ra theo chiều kia, đúng không? Cái nở này là theo Poisson, cái hệ số nở Poisson. Tức là khi ta nén theo chiều này một bị nén theo một tỷ lệ nào đấy thì nở này nó sẽ ra một cái tỷ lệ khác. Cái này cái độ nở này gọi là nở Poisson, nở hông, đúng không? Thì khi nở hông này mà ta khóa đằng dưới này, ta không cho nó nở ấy,
thì nó sẽ phát sinh ứng suất, đúng không? Thì như vậy nó chỉ đúng khi ta khi gì? Khi ta đảm bảo là khi nó chỉ đúng như là cái sức bền vật liệu khi ta đảm bảo rằng là ta không khóa cái bề mặt này, đúng không? Ta không khóa bề mặt này thì nó mới nở đúng, còn ta khóa thì mờ nó nở sẽ không đúng, đúng không? Các bạn lưu ý nhé, bởi vì này cái việc mà quan niệm như thế nào là chuẩn ấy nó rất là quan trọng khi tính toán. Các bạn mà quan niệm sai lập tức kết quả sẽ sai ngay, đúng không? Bởi vì nếu như cái thanh này nè, lý tưởng nó chỉ là 1 mega Pascal mà tại sao cái thằng ở đây nó còn lên đến là 1.7 mega Pascal, đúng không? Trên là tại vì là như thế này. Bây giờ để quay trở lại là nén lý tưởng như cái môn sức bền vật liệu, ta phải làm như nào? Ta phải đặt gán được cái đầu cố định của nó đúng. Đầu cố định đúng là không gán theo ngàm, đúng không? Mà ta sẽ gán theo gì? Ta sẽ gán theo kiểu là chỉ gán gối thôi, trượt thôi, đúng không? Thì ta sẽ làm như sau, trượt tương hỏi gối. Ở đây ta sẽ gán nó, đúng không? Ta sẽ gán nó theo phương là cho phép trượt ngang, đúng không? Ta chọn cái này, nhấn OK. Sau khi gói này rồi ta xóa cái cũ đi, đúng không? Như vậy ông bạn này là cho phép là trượt theo phương ngang thoải mái, đúng không? Trượt theo phương ngang thoải mái, chỉ cố định là trượt lên xuống thôi, còn theo phương ngang thoải mái. Ta thử chạy xem nó có được hay không nhé. Đấy, nó bảo là không đủ ràng buộc. Tức là vì sao nhỉ? Vì sao? Bởi vì một cái vật này ba bậc tự do mà ta mới chỉ khóa một thôi, đúng không? Thì nó vẫn còn những cái bậc còn lại. Đây, thế bây giờ ta khóa tiếp này. Ta khóa tiếp cái mặt này. Đúng không? Ta khóa tiếp cái mặt này. Được chưa? Khóa tiếp mặt này, apply, ta thử chạy nhé. Chưa được, vẫn chưa đủ. Còn thiếu cái gì nữa? Vẫn thiếu một mặt còn lại nữa, đúng không? Chính là mặt này. Phải ba mặt mà, chứ không nó vẫn trượt theo mặt này, đúng không? Bây giờ được chưa? Đã được rồi, hiển nhiên là phải được rồi, đúng không? Ta chạy này. Lỗi thế nào được? Đấy, được rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này, đúng không? Gần như là toàn bộ cái này là một màu, đúng không? Trên cùng màu vàng này. Ở trên cùng màu vàng này thì thực ra là như này, thực ra là nó chỗ này các bạn nhìn xem nhá, kể cả màu rất là đỏ ở đây nhưng cái ứng suất của nó bao nhiêu? 1.000. Cái này do gì gây nên? Do sai số máy tính gây nên nhá. Nhưng mà cái sai số máy tính các bạn thấy không, có đến 3 số 0 rồi, đúng không? Thì khi mà đến 3 số 0 thì sai số máy tính là cho phép bỏ qua nhá. Bởi vì máy tính ấy là nó không xem 1 là cái số 1 đâu. 1 là 0, à 1 là bằng 0.99999 hoặc là 1.000 rồi bao nhiêu đấy, đúng không? Thì ở đây như vậy ta thấy trên suốt toàn bộ cái thanh này, là đã cùng một cái màu rồi, đúng không? Như vậy ta hoàn toàn ta có thể kiểm tra, ta có thể tính được. Như vậy ta thấy rằng là cái này so với môn sức bền vật liệu là gần như là chính xác tuyệt đối, nếu như ta gán được cái mô hình nó giống như môn sức bền vật liệu, đúng không? Đấy, thì đấy là toàn cái phần mà hình dung về cái môn này so với môn sức bền vật liệu.